Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều tối Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, vào trưa thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran là ông Ali Samkani, ông tuyên bố trên đài truyền hình nur news của iran về việc mà trước đây tổng thống ibrahim raisi của nước iran đến thăm bắc kinh thì trong chuyến thăm đó tổng thống ibrahim raisi và nội các của ông đã gặp gỡ đối tác và là đối thủ kẻ thù chính yếu của iran là nước saudi arabia ở trong cuộc họp này thì chính ông chủ tịch hội đồng đối ngoại trung ương của đảng cộng sản trung quốc là ông vương nghị và chủ tịch tập cận bình đã đứng ra làm trung gian hòa giải cho họ và trong cuộc gặp gỡ với đối tác là ông musa bin mohammad ali Aiban, thì tổng thống ibrahim raisi của iran cả hai đã đưa đến một sự đồng thuận đó là họ gác bỏ những quá khứ để nước Iran và Saudi Arabia tiến tới một sự hòa giải chính thức, không còn có đối đầu với nhau nữa. Vậy thì theo lời của ông Ali Shamkhani, đây là một tin vui cho Iran. Kẻ thù chính yếu của Iran không còn là kẻ thù nữa, bây giờ chỉ còn là một sự hợp tác để mà cả hai cùng phát triển. Sau lời tuyên bố này của ông Ali Samkhani, thì chúng ta thấy Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Saudi Arabia nói rằng chỉ trong vòng 2 hoặc 3 tháng tới, Saudi Arabia và Iran sẽ trao đổi đại sứ với nhau, mở cửa lại tòa đại sứ. Vì trước đây, trước năm 2016, Saudi Arabia và Iran cũng đã có trao đổi ngoại giao với nhau, nhưng mà trục trặc vào năm 2016 khi mà những người Iran ở tại Tehran tràn vào tòa đại sứ của Saudi Arabia biểu tình phá hoại thì từ đó Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Như vậy là đã hơn 6 năm rồi không có quan hệ ngoại giao. Quan hệ ngoại giao còn tồi tệ hơn nữa khi vào năm 2019, khi mà nhóm Houthi ở tại Yemen được Iran hỗ trợ tấn công vào các kho chứa dầu của Saudi Arabia, làm phát nổ và bốc cháy những kho chứa dầu này thì Saudi Arabia rất giận và cho rằng chính Iran là kẻ thù đứng đằng sau để phá hoại các kho chứa dầu này nhưng sau đó ngay lập tức nhóm houthi đã lên tiếng chính thức nói rằng họ đã làm chuyện này không cần có sự đồng ý của iran thưa quý khán thái giả người ta liên tưởng đến chuyện này là tại vì nhóm houthi theo tôn giáo hồi giáo nhưng là hồi giáo shiite y như là của iran bên phía iran thì theo hồi giáo shiite còn bên phía saudi arabia thì theo hồi giáo sunni Hồi giáo Sunni và Hồi giáo Shiite giàu là cùng chung tôn giáo là Hồi giáo, nhưng họ lại coi nhau như kẻ thù chính yếu và cạnh tranh nhau. Trong quá khứ lịch sử của hơn nghìn năm Hồi giáo thì đã có nhiều trận thánh chiến lắm. Ở tại Iran thì Hồi giáo Shiite là quốc giáo, nhưng ở tại Saudi Arabia, Hồi giáo Sunni là quốc giáo. Vậy thì khác biệt tôn giáo đã làm cho họ trong quá khứ có nhiều sự xung đột và khác biệt lẫn nhau. Hơn nữa, trong quá khứ, nước Mỹ lúc nào cũng ủng hộ Saudi Arabia chống lại Iran là kẻ thù của nước Mỹ. Nên nước Mỹ không có tạo cơ hội cho Iran và Saudi Arabia ngồi lại để giải quyết những mâu thuẫn của nhau vào năm 2016 và năm 2019. Nhưng kỳ này thì chính Trung Quốc chủ tịch Tập Cận Bình và ông chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Trung ương Vương Nghị đã đứng ra làm trung gian hòa giải. Họ đã đi đêm với nhau và đã tạo được sự thành công rất lớn trong vấn đề nối kết lại hai quốc gia không còn coi nhau như kẻ thù nữa. Việc làm này theo lời ông Ali Samkani, ông có nói như sau: và tôi xin tạm chuyển ngữ ngay lập tức gỡ bỏ những hiểu lầm của nhau hướng tới tương lai giữa Iran và Riyadh, Riyadh tức là thủ đô của Saudi Arabia đó thì sẽ tiến tới một sự phát triển trong vùng và ổn định trong vùng. Ông cũng nói Iran và nước Saudi Arabia chân thành cảm ơn Trung Quốc, cảm ơn chủ tịch Tập Cận Bình. Cảm ơn ông Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Vương Nghị đã đứng ra hòa giải và tạo điều kiện cho Iran và Saudi Arabia nối kết với nhau gần nhau hơn giải tỏa những hiểu lầm này. Và quốc vương Salman cùng với thái tử Mohammed bin Salman đã ký kết văn bản nối lại ngoại giao với Iran họ ca ngợi việc làm này của trung quốc họ cho rằng đây là một việc làm đầy thiện chí giúp cho iran và saudi arabia giải tỏa những hiểu lầm với nhau thì cả hai đều cùng có lợi và như thế trung quốc là quốc gia đứng ra trung gian có uy tín vô cùng nếu không có sự uy tín này thì không thể tạo ra được sự điều đình trong bóng tối để rồi hai quốc gia công khai mối quan hệ ngoại giao này của họ. Phản ứng ngay lập tức, ông Vương Nghị ở bên Bắc Kinh đã tuyên bố đây là một chiến thắng rất lớn cho sự hòa bình của chung thế giới. Còn bên phía Mỹ, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là ông John Kirby, ông nói rằng nước Mỹ đón nhận sự giao hảo giữa Tehran và Saudi Arabia nhưng mà chúng ta phải đợi xem thử Iran có giữ lời hay không. Nước Mỹ lúc nào cũng đặt sự nghi ngờ. Và thưa quý khán thính giả, khi mà nước Mỹ nghi ngờ thì Liên Âu cũng đặt những sự nghi ngờ. Chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ vào năm 2015 Liên Âu đã cùng với nước Mỹ ký thỏa ước hòa bình giảm thiểu làm giàu chất uranium của Iran. Nhưng khi mà Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền vào năm 2016, ông đã thay đổi tất cả. Ông xóa bỏ ngay thỏa ước này vì ông cho rằng thỏa ước này làm hại đến nước Mỹ và nước Israel. Và từ đó đến nay căng thẳng giữa Mỹ và Iran càng ngày càng dâng cao sự nghi ngờ của mỹ có thì liên âu cũng nghi ngờ theo tuy nhiên mức độ nghi ngờ của liên âu nhẹ hơn nhiều ở bên phía của iran thì họ cho rằng nếu mà iran và saudi arabia đoàn kết với nhau phát triển khu vực trong vùng và ổn định về vấn đề chính trị cũng như về vấn đề an ninh thì đây là một cú đấm thôi sơn vào kẻ thù chính của khối hồi giáo là nước mỹ và những người theo Israel đó là chủ nghĩa Zionism, đó là tuyên bố của ông Ali Shamkhani là phát ngôn viên của Hội đồng An ninh tối cao của Iran. Thưa quý khán giả, như vậy Iran và Saudi Arabia chính thức nối kết lại ngoại giao với nhau sau nhiều năm gián đoạn từ năm 2016 đến nay nước mỹ bề ngoài chúc mừng và tỏ ra nghi ngờ nhưng thật sự đây là một cú đấm thôi sơn vào mặt nước mỹ vì nước mỹ không thể đứng ra làm trung gian hòa giải cho những sự mâu thuẫn giữa những quốc gia theo hồi giáo với nhau giàu rằng họ là theo hồi giáo shiite hay hồi giáo sunni nhưng họ cùng tôn thờ đấng allah và vì như vậy một quốc gia khác trung lập hơn không theo thiên chúa giáo mà hồi giáo căm ghét chỉ đề xướng ba tôn giáo lớn đó là lão giáo khổng giáo và phật giáo họ rất trung lập nên những quốc gia theo hồi giáo khác biệt như là iran theo hồi giáo shiite saudi arabia theo hồi giáo sunni đã nhờ đến bắc kinh để bắc kinh đứng ra làm trung gian hòa giải và nay họ đã giải tỏa được những mâu thuẫn, những hiểu lầm với nhau để mở ra một chương sử ngoại giao mới. Thưa quý khán thính giả, họ đi đêm từ ngày 6 tháng 3 đến nay là mấy ngày rồi và đã thành công. Khi mà Mỹ nghe được tin thành công này do chính Bắc Kinh đứng ra làm trung gian hòa giải, Mỹ rất đau lòng, nhưng như tôi nói, phát ngôn viên của hội đồng an ninh quốc gia hoa kỳ là ông john kirby miệng cũng phải cười và nói một câu nghi ngờ thôi chúng ta phải xem đi xem thử rằng iran có giữ những lời gì họ đã hứa trong thỏa ước này hay không sự nghi ngờ này của nước mỹ chỉ là một câu nói để tự vuốt mặt mình để chữa lấy thẹn mà thôi thưa quý khán thính giả đó là thông tin và góc nhìn của tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau